Chào các bạn, ngày hôm nay trong video này, hai chiến binh sơn xe sẽ sơn mới 4 chiếc la răng cho chiếc xe này. Người thắng cuộc sẽ là người sơn la răng đẹp hơn và nhanh hơn đối thủ còn lại và nhận phần thưởng tiền mặt 500.000 đồng. Và nếu như chiến binh sơn mâm mà bị lỗi, mắc phải 3 lỗi như là lỗi màu, lỗi nền và lỗi bóng thì tương ứng với mỗi lỗi sẽ nhận cho mình một phần spa làm trắng da mặt. Đấy, và đây là... Xin chào các bạn, mình là Tú BO. Trước đây mình đã làm BO, nay mình qua đây làm ô tô mới được 2 tháng. Mình nghĩ sơn mâm rất dễ, mình nghĩ giải thưởng này sẽ nằm trọn trong túi của mình. Đâu? Ở trong túi em chưa? Rồi. Rồi, bắt đây. Xin chào các bạn, mình là Từ Ca, mình đến từ Đắk Lắk. Hôm nay mình sẽ tham gia cuộc thi sơn mâm. Với kinh nghiệm một năm học nghề của mình thì mình nghĩ 100% và giải thưởng này sẽ là của mình. Hai bạn đã gáy rất là to và đây là 4 chiếc la răng đã được đánh dấu số 1, 2, 3, 4. Rồi, một vòng của chiếc la răng 1, 2, 3, 4. Để công bằng nhất vẫn là bốc thăm. Mỗi bạn sẽ bốc cho mình 2 lá thăm tương ứng với lại 4 chiếc bánh xe. Và Tứ chọn cho mình 2 lá thăm may mắn và ngửa ra luôn. Rồi, số 4, số 2 lấy luôn em. 1 và 3. Ok các bạn, như vậy là bạn Tứ đã lựa được bánh xe số 2 và 4. Còn bạn Tú lựa được bánh xe số 1 và 3. Và bây giờ 3, 2, 1, cuộc chiến bắt đầu. Ở đây có xe đồ nghề và dụng cụ vật tư. Thì nó có xăng, sơn đen mờ. Sơn đen mờ để sơn dọn vệ sinh trong cái lồng bè này, sơn cái tăng bua này. Đấy. Sơn lót. Nước tẩy rửa, rửa dọn sạch sẽ mọi thứ trước khi sơn. Băng keo che chắn, hai bộ bài để che lốp. Máy chà nhám. Các số dây nhám. Máy chà tay, dao chét, vitamin khói. Không nên xài cái này nhiều. Bột chét này, màu của vân, màu của vân.
mình phát hiện ra là con tắc kê của nó có 4 con thì có 1 con bị gãy. Nên là mình sơn mâm nhưng mà mình sẽ tặng thay tắc kê cho khách luôn. Ok các bạn, hai thí sinh sơn ô tô đã hoàn thành xong phần thi sơn la răng. Bây giờ mình sẽ chấm điểm và công bố kết quả. Đầu tiên là Tú Đình, em sơn mâm số mấy? Em sơn mâm số 1 và mâm số 3. Đây là mâm số 1 đúng không? Dạ. Rồi ok các bạn ơi, chúng ta cùng kiểm tra xem thử chiếc mâm này có bị lỗi gì không nha. Người nào mà nhiều lỗi hơn là người đó thua nha. Bình thường mình soi đèn vào là mình sẽ thấy được hết các cái lỗi, thấy không? Ok, về cái mâm này, về lỗi nền mà xước sát mà thẹo thiếc không có à, màu bị thiếu thì cũng không có, lỗi chảy cũng không có. Theo mình thấy là như vậy. Và chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra chiếc mâm số 3 của bạn Tú BU. Đấy, Tú BU ơi, ở đây có một cái dấu nhỏ đúng không? Dạ. Em thấy cái lỗi này có công nhận là một lỗi không? Chấp nhận được là một lỗi không? Một lỗi nha. Yeah. Rồi về phần nền, ok luôn, chảy bóng không có luôn, màu thì đẹp luôn, có một lỗi một thẹo. Rồi như đã nói, tương ứng với một lỗi là Tú sẽ được một phần massage làm trắng da mặt. Đấy. Đấy. Em thích má trái má phải? Dạ, bên nào cũng được. Ôi. Yeah, ok luôn. Rồi vậy là bạn Tú một lỗi. Giờ đến lượt bạn Tứ. Mâm này là số mấy đây? Hả? Số 4. Ok luôn. Ok, cái mâm này một lỗi. Rồi, mâm tiếp theo. Mâm bên này số 4 cuối cùng luôn. Các bạn ơi, đây là chiếc mâm số 4 cũng như là chiếc mâm cuối cùng. Không biết là bạn nào sẽ chiến thắng giải thưởng này đây. Thì đây, phần cuối à. Đây rồi. Đây, một giọt nước mà lau mà không sạch. Công nghệ sơn này công nhận là công nghệ sơn này thú vị đây. Sơn ra nước nhưng mà lau không khô. Đấy. Như vậy là bạn Tứ của chúng ta có hai lỗi. Như vậy thì hai lỗi tương ứng với lại hai phần. Em là sướng hơn Tú rồi đấy. Tú được có một suất mát xa mặt thôi. Một suất nhưng mà em được hai suất thì chứng tỏ là nó sẽ trắng đều. Em thích má hay cằm hay môi? Má đi ạ. Má nha. Em có tâm phục khẩu phục không? Có. Ok. Các bạn chắc cũng đoán được người chiến thắng giải thưởng 500k là ai rồi chứ nhỉ? Tứ ca. Oh no. Trao giải thưởng cho người chiến thắng. Tâm phục nha. Ok. Em cảm thấy phần thi này thế nào? Dạ, em cảm thấy hấp dẫn và giúp em có thêm nhiều động lực để cố gắng hơn. Mình chợt phát hiện ra là những người mà có động lực mà nghĩ đến gia đình, con cái á, nó có động lực hơn những thanh niên và động lực về bồ hơn rất là nhiều. Nhưng mà em thấy sao? Em thấy cũng vui mà cuộc thắng, cuộc thi mà. À. Phải luôn, còn hay thắng hay thua chứ. Ok. Hai vết sơn chảy nhưng mà có thể khắc phục được, có thể chà láng đi và đánh bóng, có thể mất được. Thì anh cũng tin là những sản phẩm sau em sẽ làm đẹp hơn. Và những giải thưởng sau
có thể là em lại thua tiếp. Thôi ok, cảm ơn đi em đã tham gia cuộc thi này, lần sau may mắn hơn và lĩnh nhiều giải thưởng hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, thấy vui, hấp dẫn, hãy like, subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ giúp mình đạt 10.000 lượt đăng ký kênh đầu tiên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn. Các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.